Và cũng từ câu chuyện của anh thợ điện cà rê bị phạt 90 triệu đồng sau khi đổi 100 đô la Mỹ tại cửa hàng vàng Thảo Lực thành phố Cần Thơ, không ít người nửa đùa nửa thật đặt ra câu hỏi rằng: "Tôi được cho được tặng 2 đô la Mỹ hoặc nhiều hơn một chút nhưng không dám đi đổi tiền vì chẳng may lại gặp họa." Vâng, ngày càng có nhiều người dân đi du lịch, công tác nước ngoài hay là đi khám chữa bệnh có nhu cầu mua bán ngoại tệ. Tuy nhiên ít người trong số đó quan tâm nơi nào được phép thu đổi ngoại tệ đúng quy định. Vậy chúng ta có thể đổi ngoại tệ ở đâu là hợp pháp để không bị xử phạt số tiền là 90 triệu đồng như anh Cà Rê trong câu chuyện vừa rồi? Hiện tại hầu hết các ngân hàng thương mại đều được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mua bán ngoại tệ. Vì vậy tất cả chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng thương mại đều là các điểm trao đổi đô la Mỹ ngoại tệ hợp pháp. Ngoài các ngân hàng thương mại trong nước, người dân cũng có thể tìm đến các điểm kinh doanh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép kinh doanh ngoại tệ. Các tổ chức tín dụng này đều phải công khai danh sách địa điểm mua bán ngoại tệ tiền mặt của toàn hệ thống trên trang tin điện tử để người dân nhận biết. Hiện nay hầu hết cơ sở kinh doanh, tiệm vàng đều không được cấp phép mua bán ngoại tệ mà chủ yếu vẫn là tự phát với mác thu đổi ngoại tệ kiểu chợ đen. Và trên thực tế, một số ít tiệm vàng cũng có thể được cấp phép đổi ngoại tệ nếu nằm tại cơ sở lưu trú du lịch 3 sao trở lên. Khu vui chơi giải trí có thường cho khách nước ngoài, văn phòng bán vé của hãng hàng không. Tuy nhiên, những cơ sở này đều phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất như có nơi giao dịch riêng, được trang bị đầy đủ phương tiện như là máy phách, kép sắt, tên đại lý đổi tiền tệ. Ngoài ra, các nhân viên làm việc tại đây cũng phải có giấy xác nhận được tổ chức tín dụng cấp, được đào tạo và tập huấn về kỹ năng nhận biết các loại tiền tệ, phân biệt thật và giả. Hoặc là vẫn có một số cửa hàng được cấp phép kinh doanh ngoại tệ, tuy nhiên các cửa hàng này phải có bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền, vì là các cơ sở này chỉ là đơn vị được tổ chức tín dụng, ngân hàng ủy quyền để trở thành đại lý mua bán ngoại tệ và tỷ giá tại đây cũng phải công khai, tuân thủ theo tổ chức tín dụng ủy quyền. Đặc biệt là mỗi cửa hàng chỉ được làm đại lý cho một tổ chức tín dụng và chỉ được đặt tại địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc là chi nhánh.